quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 24 tháng 5 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.